Xin chào tất cả các bạn thân mến, hôm nay mình sẽ chia sẻ với tất cả các bạn 7 bí quyết khiến cho đàn ông theo đuổi và chinh phục bạn. Với một người đàn ông mà mình thích, mình có cảm tình và mình cũng muốn để cho người ta theo đuổi mình, vậy làm cách nào, làm như thế nào? Dưới đây là 7 bí quyết khiến cho một người đàn ông muốn theo đuổi và chinh phục bạn. Bí quyết đầu tiên để đàn ông muốn theo đuổi và chinh phục bạn, đó là sự tự tin. Sự tự tin trong trường hợp này được thể hiện như thế nào? Nếu bạn gặp người đàn ông bạn thích, đúng không? Một người đàn ông bạn thích phải là một cái người cũng rất là ưu tú, cũng rất là giỏi giang, và thậm chí có ngoại hình cũng rất là tương đối, đúng không? Nếu không nói là đẹp thì cũng nói là tương đối, thì bạn mới thích, đúng không? Và có rất nhiều bạn có những cái xu hướng như thế này: thấy một người đàn ông tuyệt như vậy, mình thích, đúng không? Thì mình sẽ có xu hướng là tự ti. Khi mà các bạn tự ti ấy, thì khi đó bạn kém cuốn hút vô cùng. Các bạn hãy biết được là trong trường hợp này các bạn cần phải có tư thế như thế này: mình xứng đáng với một người đàn ông tuyệt vời, mình xứng đáng với một người đàn ông thực sự yêu mình, thực sự trân trọng mình, thực sự muốn tiến tới hạnh phúc với mình. Mình xứng đáng với một người đàn ông chân thành, yêu thương, tôn trọng và trân trọng mình. Mình xứng đáng với một người đàn ông tốt đẹp, tử tế. Đó, bạn phải biết mình xứng đáng với điều đó. Thì khi đó bạn mới thể hiện được sự tự tin của mình. Sự tự tin thể hiện là như vậy đấy các bạn ạ. Nó chỉ đơn giản vậy thôi. Mình xứng đáng khi mà các bạn luôn luôn có ở trong đầu cái suy nghĩ là mình xứng đáng, thì khi đó nó sẽ thấm dần vào trong cái bộ não của bạn. Và các bạn không cần phải nỗ lực cố gắng một chút nào, dần dần các bạn sẽ biết được rằng mình xứng đáng với một người đàn ông như vậy. Thì khi đó bạn tự dưng có cái sự tự tin về mình. Và khi mà các bạn có sự tự tin ấy, thì người đàn ông sẽ muốn theo đuổi bạn. Còn khi mà bạn tự tin về bản thân mình không xứng với người đàn ông này, mình không thể yêu được người đàn ông này đâu, thì lấy lý do gì bạn yêu được, có đúng không? Đơn giản vậy thôi. Điều thứ hai khiến cho đàn ông muốn theo đuổi và chinh phục bạn ấy, đó là bạn phải có cuộc sống riêng và bận rộn với nó. Có những cái trường hợp như thế này: có những bạn ấy kiểu thích một người đàn ông rồi ấy, hoặc là các bạn đã yêu rồi ấy, thế là các bạn cứ dành hết những cái thời gian để nhắn tin, gọi điện, rồi là để quan tâm đến người ta. Nhưng đó không phải là một cái ý hay các bạn ạ. Muốn người ta theo đuổi bạn ấy thì bạn phải có cuộc sống riêng của mình và bận rộn với nó. Và khi mà các bạn có cuộc sống riêng của mình và bận rộn với nó ấy, thì tự dưng bạn rất là cuốn hút với người đàn ông. Còn đâu nếu mà bạn cứ bám theo người ta chưa nhắn tin mà bạn đã nhắn rồi, xong người ta chưa gọi điện thì bạn đã gọi điện cho rồi, bạn gọi điện quá nhiều, thời gian của bạn toàn dành cho người ta, thì chả có lý do gì người ta muốn theo đuổi bạn cả. Người ta chỉ muốn theo đuổi khi mà bạn luôn luôn bận rộn với cuộc sống của mình và làm cho cuộc sống của mình phong phú hơn, tốt đẹp hơn, vừa bạn nâng cao những cái kỹ năng của mình ấy. Khi mà bạn giỏi rồi thì khi đó cái giá trị của bạn cũng tăng lên và bạn tự thấy bản thân mình tăng giá trị hơn, và người đàn ông sẽ muốn với tới bạn. Điều thứ ba sẽ khiến cho đàn ông muốn theo đuổi và chinh phục bạn, đó là bạn dành thời gian cho gia đình, bạn bè và phát triển bản thân. Ở cái phần trên ấy thì mình cũng chia sẻ một chút về phát triển bản thân rồi, nhưng quan trọng là khi mà bạn rất thích một ai đó thì đừng cố gắng để liên lạc, đừng cố gắng để thể hiện rằng ôi mình thích anh ấy lắm, mình yêu anh ấy lắm, để từ đó anh ấy có tình cảm thì anh ấy nói với mình, thì đó là một điều việc làm ấy sai. Cái việc làm đúng đó là bạn vẫn cần phải tập trung vào cuộc sống của mình. Không phải là khi mà bạn thích một người nào đó, bạn cứ tập trung vào người đó, thì khi đó bạn kém cuốn hút vô cùng. Bạn chỉ thực sự cuốn hút khi mà bạn vẫn cân bằng được cái thời gian cho gia đình, thời gian cho bạn bè và thời gian để mình phát triển mỗi ngày. Và bạn càng ngày càng phát triển thì bạn càng ngày càng cuốn hút luôn. Điều thứ tư, bí mật thứ tư khiến cho đàn ông muốn theo đuổi và chinh phục bạn, đó chính là sự bí ẩn. Đàn ông luôn luôn thích khám phá, đàn ông luôn luôn thích chinh phục. Thế nên là hãy để cho đàn ông được có cơ hội để chinh phục bạn. Hãy là người bí ẩn bằng cách là hãy để cho anh ấy tự khám phá về con người và bản thân bạn, chứ không phải là
Khi mà bạn có gì bạn cứ nói hết ra cho người ta. Ví dụ như là bạn đi học thì bạn chỉ cần nói là bạn đi học thôi, bạn không cần nói là đi học môn này, rồi đi làm gì, rồi đi đâu. Bạn không cần phải chia sẻ tất tần tật cho cái người mà bạn thích biết. Hãy để cho anh ấy phải tìm hiểu. Vì thích bạn, anh ấy sẽ muốn tìm hiểu bạn. Và điều đó bạn cũng sàng lọc được cái người ấy, người ta thực sự không trân trọng mình. Cũng có thể là bạn gặp người đúng là người ta rất là tuyệt đấy, nhưng mà người ta lại không muốn có mối quan hệ ràng buộc với bạn. Ví dụ như vậy thì mình cũng sàng lọc được những cái người không tốt ra khỏi cuộc sống của mình. Thì đó chính là mục tiêu của chúng ta, đúng không? Chúng ta cần những cái người người ta thực sự yêu mình, trân trọng mình và phải thật lòng với mình, đúng không? Bí mật thứ 5 khiến cho người đàn ông muốn theo đuổi và chinh phục bạn, đó chính là yêu thương và trân trọng bản thân. Tại sao mà mình lại nói là khi mà bạn yêu thương và biết trân trọng bản thân ấy, thì người đàn ông sẽ muốn theo đuổi và chinh phục bạn? Bởi vì như thế này, tất nhiên chúng ta sẽ có xu hướng và khẳng định đó là bạn luôn luôn yêu thương bản thân, đúng không? Bạn sẽ nói như vậy. Nhưng thực sự thì cái việc yêu thương bản thân của bạn có đúng cách hay không ấy, thì đó lại là một vấn đề. Coi như bạn yêu thương bản thân nhưng mà luôn luôn dằn vặt bản thân, luôn luôn trách móc bản thân, rồi luôn luôn để mình chìm đắm trong một cái mối quan hệ nó cứ mập mờ ấy, thì đó là bạn không biết yêu thương bản thân. Yêu thương bản thân là khi nào? Yêu thương bản thân là khi cho dù có người ta cũng được, không có người ta cũng được, bạn vẫn trân trọng bản thân. Cho dù bất kỳ những người xung quanh nói bạn không tốt, bạn tồi, không tốt đẹp, thì bạn vẫn cần biết yêu thương và trân trọng bản thân. Trân trọng những cái gì mà có ở cơ thể bạn. Ví dụ như là cái mái tóc bạn chưa được đẹp, bạn vẫn cần phải yêu thương mái tóc, yêu thương khuôn mặt, yêu thương cơ thể, yêu thương nước da này. Khi mà bạn càng có cái lòng yêu thương bản thân nhiều ấy, thì khi đó người đàn ông sẽ biết cách yêu thương bạn như thế nào. Còn khi mà bạn cứ phó mặc cho bản thân rồi yêu người ta quá, muốn giữ người ta quá, muốn kiểm soát người ta quá, thì khi đó người ta muốn chạy mất đó các bạn ạ. Bí mật thứ 6 khiến cho một người đàn ông muốn theo đuổi và chinh phục bạn, đó là bạn phải có cuộc sống mà người khác mơ ước, đó là làm một người phụ nữ hấp dẫn. Thường thì mọi người sẽ nghĩ là một người phụ nữ hấp dẫn ấy, là một người phụ nữ đẹp các bạn ạ. Một người phụ nữ đẹp, người đàn ông sẽ muốn lên giường với cô ấy. Còn người phụ nữ đẳng cấp sẽ là người phụ nữ hoàn thiện bản thân, sống có mục đích, sống có tiêu chuẩn. Chính cái điều đó mới khiến đàn ông khao khát và muốn chinh phục. Và cái điều cuối cùng, cái bí mật cuối cùng khiến đàn ông muốn theo đuổi và chinh phục bạn, đó chính là một người phụ nữ quyến rũ. Các bạn sẽ nghĩ một người phụ nữ quyến rũ là một người phụ nữ ăn mặc sexy, ăn mặc đẹp, đúng không? Thì đó cũng chỉ là một phần nhỏ ở trong cái phần quyến rũ này thôi các bạn ạ. Trở thành người phụ nữ quyến rũ không phải là mình trở thành một cái con người khác, mà mình vẫn là bản thân mình, nhưng mà mình trở thành một cái phiên bản đẹp hơn. Ví dụ như là mình sẽ chăm chút cho làn da một chút, không cần phải mình cứ phải đi spa này spa lọ, hoặc là mình có nghĩa là đắp đi xây lại đâu. Bởi vì mình rất biết yêu cái cơ thể của mình, rất biết yêu cái khuôn mặt của mình, rất yêu những cái thứ mà mình đang có. Ví dụ đôi tay này, làn da này, đôi mắt này, chiếc miệng này, ví dụ như vậy. Mình rất biết yêu thương bản thân mà, đúng không? Thì mình sẽ làm cho nó tuyệt hơn mỗi ngày. Có nghĩa là ví dụ mình chăm chút cho làn da một chút, chăm chút cho đôi mắt một chút, bằng cái cách như thế nào? Bằng một cách ví dụ đi ra ngoài mình trang điểm nhẹ một chút, cũng không cần phải quá là cầu kỳ, nhưng chính cái điều đó lại rất là thu hút người đàn ông. Trên đây là 7 bí quyết khiến cho một người đàn ông muốn theo đuổi và chinh phục bạn. Và bạn hãy bồi dưỡng những cái bí quyết này để mình trở thành một người phụ nữ cuốn hút, hấp dẫn, và trở thành một người mà bất kỳ người đàn ông nào cũng khao khát có bạn ở trong đời nha. Các bạn ơi, nếu mà các bạn muốn kết nối với mình, các bạn có thể vào trang fanpage trên Facebook có tên là Thu Thảo nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.